Nhà thờ lớn không chỉ được xem như một địa điểm du lịch mà các du khách trong và ngoài nước ghé đến mỗi lần tới thủ đô. Nơi đây còn gắn liền với vô vàn kỷ niệm của người dân Hà Nội. Thế nhưng suốt một thời gian dài vừa qua, phần do ảnh hưởng của dịch bệnh, phần vì nhà thờ lớn đang trong quá trình tu sửa lại nên người dân ít có cơ hội chiêm ngưỡng hay chụp ảnh ở đây. Nhà thờ lớn Hà Nội được tu sửa từ tháng 4 năm 2021. Đến nay, việc tu sửa đã gần hoàn tất, công trình trở lại ra mắt người thủ đô với diện mạo mới. Tình trạng xuống cấp nghiêm trọng là nguyên nhân khiến nhà thờ được tôn tạo nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe, tính mạng cho giáo dân, cũng như tổng thể kết cấu của công trình hơn 135 tuổi. Phương án tu sửa bao gồm chát lớp vữa mới, sơn lại màu ghi xám và giả rêu xanh để giữ nguyên vẻ cổ kính cho nhà thờ. Linh mục chính xứ nhà thờ chính tòa Hà Nội, An Tôn Nguyễn Văn Thắng cho biết, lớp sơn hiện tại ở khu vực tháp chuông và mặt tiền trước cửa nhà thờ là lớp sơn chống thấm, chưa hoàn thiện, phải có tất cả 3 đến 4 lớp sơn mới tạo ra màu cuối cùng. Phần sơn hai tòa tháp chuông dự kiến 2 tuần nữa sẽ hoàn thiện, tổng thời gian tu sửa nhà thờ khoảng 2 năm. Trước đó, theo dự kiến khoảng 1 năm sẽ xong, nhưng do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc tu sửa kéo dài. Phần sơn nhà thờ lớn có 5 công đoạn là sơn lót, sơn đen, rồi sơn thêm 2 lớp màu để tái tạo vẻ cổ kính. Hiện tại phần tháp chuông và mặt tiền đang ở phần sơn đen, dự kiến sơn hoàn thiện sẽ xong vào trung tuần tháng 4. Nhà thờ lớn Hà Nội còn có tên gọi khác là nhà thờ chính tòa Hà Nội hoặc nhà thờ Thánh Joseph, được khánh thành vào năm 1887. Nhà thờ lớn có chiều dài 64,5m, chiều rộng 20,5m và hai tháp chuông cao 31,5m với những trụ đá to nặng 4 góc, trên đỉnh là cây thánh giá bằng đá. Kiến trúc nhà thờ lớn Hà Nội mang đặc trưng phong cách kiến trúc Gothic Trung cổ châu Âu, làm theo mẫu của nhà thờ Đức Bà Paris, với những mái vòm uốn cong và rộng hướng lên bầu trời.